Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Hà Nội. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số bộ ngành cơ quan về chính sách tiền tệ. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, việc chọn thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hiệu quả, phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác là chủ trương phù hợp. Qua đó góp phần đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc, bám sát tình hình, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế thủ tướng nhấn mạnh về việc thực hiện các biện pháp tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước cần quyết liệt triển khai chuyển đổi số áp dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn miễn giảm thuế, phí lệ phí, đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ, tăng tín dụng cho các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt kỷ lục xuất khẩu mới đạt từ 750 đến 800 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu trên 20 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024.